Dương trần không ác lắm thay, cớ sao Bồ Tát sinh rài làm chi? Chư Phật mới tấu một khi, chúng sanh dạy lắm nhiều khi lỗi lầm. Minh Dương lụy nhỏ rồng rồng, mình có cái tài khóc. Hôm nằm sổ cũng vậy, đi về trời vô cũng khóc, mà sáng thức dậy mà không biết vụ gì mình khóc ta. Hôm á, cho nên sáng cái thù coi lại bài này cũng y chang. Mới hôm nằm về trời thì lúc đó thù khóc, Minh Dương lụy nhỏ rồng rồng thì khóc, thì lúc đó sự mới cùng với Đức Thầy mới mang thân người xuống. Chứ nếu không á là mình cũng giống như thời Atlantis, thời Noah mà chết hết vậy. Đó là dễ nhất. Chứ hồi bữa nào ông đó cũng công giáo, có ông kia ông ngồi công giáo mà ông còn có mấy ngày ông chết, mà mình muốn rồi dễ mình chán ông để cho ông được đi về trời, mà nhất định ông không cho dễ. Cái lì không, mấy con có quay clip rõ cuộc nói chuyện á. Ở nhiều người, người ta không bao giờ, người ta đã nói tới đây rồi không còn gì để mất nữa, mà nhất định là không. Bởi vì tại sao ở đời này khi mà người mà vẽ ra bức tranh mà còn sống, nó không có, người ta không có tôn trọng.